và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Trấn Thành gây choáng khi bỏ ra một lúc gần 300 triệu mua nước hoa trước mặt Anh Đức và Lê Giang. Trấn Thành là một trong những tay chơi nước hoa khét tiếng trong giới showbiz. Trấn Thành vừa chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh vợ chồng anh cùng với hai diễn viên Lê Giang và Anh Đức đi mua nước hoa. Dù được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều nước hoa nhất Việt Nam, thế nhưng khán giả vẫn trầm trồ với lần chịu chơi này của Trấn Thành. Anh sẵn sàng bỏ ra gần 300 triệu để mua nước hoa, mặc kệ những lời phàn nàn của vợ và đồng nghiệp. Để tiền đó mua căn nhà tôi ở, phí phạm, nghệ sĩ Lê Giang nói. Khi được hỏi cảm thấy thế nào trước những lời phàn nàn của mọi người, Trấn Thành vui vẻ nói tôi không quan tâm. Được biết hiện tại Trấn Thành đang là chủ nhân của bộ sưu tập hơn 200 lọ nước hoa đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Những chai nước hoa của anh có giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Trấn Thành bỏ gần 300 triệu mua chai nước hoa yêu thích. Một gốc bộ sưu tập nước hoa của Trấn Thành. Nam danh hài có sở thích đặc biệt với nước hoa và hàng hiệu.